sự việc sập một phần phòng học tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đống Đa vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, làm 14 học sinh bị thương do rơi từ tầng 2 xuống phòng tin học phía dưới. Một lần nữa đặt ra vấn đề hiện nay cho ngành giáo dục Lâm Đồng, đó là việc rà soát, kiểm tra, đánh giá lại chất lượng cơ sở hạ tầng của các trường học, lớp học, nhất là những trường có thời gian xây dựng khá lâu đã xuống cấp trầm trọng, để từ đó có hướng giải quyết kịp thời nhằm giảm thiểu đến mức tối đa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự từ vụ việc này. Mọi việc học tập và giảng dạy đã trở lại bình thường đối với tập thể giáo viên, học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đống Đa, thành phố Đà Lạt. Sau sự việc sập một phần phòng học diễn ra vào chiều 26 tháng 8 vừa qua. Hiện ba phòng học của khối nhà A nằm trong khu vực bị sập đã được phong tỏa, che chắn cẩn thận và có biển báo cấm. Số học sinh lớp 6 và lớp 7 được chuyển vào học tạm thời tại hội trường, được bố trí vách ngăn. Hiện tại, cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đống Đa gồm 2 dãy phòng học chính với 20 phòng học, xây dựng từ năm 1956. Thì liệu có thực sự đảm bảo an toàn cho trên 1.450 học sinh hay không? Cụ quan tâm lo lắng cho con sau đó. Mà nhờ có các cô bây giờ con mới nên học lại được. Bây giờ thì con lại hết sợ rồi, mà con mong muốn là cho trường học khang trang hơn để cho chuyện này không xảy ra lần nữa. Đối với cái sự cố này thì tôi nghĩ rằng một ngôi trường mà xây dựng cách đây 60 năm thì cái cơ sở vật chất nó cũng đã quá cũ rồi. Và đây chỉ là một cái sự cố đáng tiếc thôi. Bây giờ thì tâm lý cũng ổn định lại rồi. Vẫn còn một chút hoảng sợ nhưng mà đã dần ổn định cùng với các em đi học lại bình thường. Tôi nghĩ là trường sẽ, các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm hơn để các em học sinh có một cái ngôi trường khang trang để học tập, các thầy cô yên tâm công tác. Trong sự việc vừa qua, có 14 em bị nạn, trong đó 4 em đã đi học lại bình thường. 7 em vẫn đang nằm điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và 3 em nghỉ dưỡng tại nhà. Đến thời điểm này, tâm trạng của các em học sinh cũng như giáo viên chủ nhiệm lớp 6A4 nơi trực tiếp diễn ra sự việc đã ổn định. Trực tiếp là để khi lớp học mà của các em bị nạn, tôi cũng đến hỏi thăm các em thì nói nhìn chung là các em vẫn là rất là vui vẻ, yên tâm, và kể cả thầy cô giáo, cha mẹ học sinh là đều đồng thuận với các cái chủ trương biện pháp khắc phục của nhà trường. Tất cả mọi việc của nhà trường thì vẫn là diễn ra bình thường thông suốt, không bị gián đoạn về việc dạy và học. Chúng tôi xin được kiến nghị với là lãnh đạo tỉnh, với là các ban ngành và lãnh đạo sở giáo dục là có cái giải pháp để là sớm nhất tổ chức là xây dựng lại cái ngôi trường mới. Chứ còn mà không thể là cái cải tạo hay là sửa chữa gì, khắc phục gì cái ngôi trường cũ này, để cho học sinh và cho em học sinh là có được cái môi trường học an toàn, thân thiện và đảm bảo chất lượng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 713 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông. Số trường học có cơ sở vật chất nằm trong tình trạng xuống cấp chiếm khoảng 1/4. Điều này cho thấy ngành giáo dục Lâm Đồng cần có động thái giải quyết một cách nhanh chóng để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất đặt ra hiện nay đối với ngành giáo dục Lâm Đồng, đó là nguồn kinh phí bố trí để nâng cấp, sửa chữa cho các trường này còn hạn chế. Qua cái sự cố này thì về phía ngành, thì chúng tôi thấy là đối với ngành thì hàng năm chúng tôi đều có chỉ đạo, và đặc biệt là trước năm học đều có chỉ đạo là rà soát về cơ sở vật chất. Điều đầu tiên là đảm bảo an toàn, sau đó là đảm bảo một cái môi trường xanh, sạch, đẹp để các cháu tới trường được học tập, được tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Thì sau cái sự cố này thì về phía ngành chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu toàn ngành là một lần nữa rà soát lại toàn bộ những điều kiện của tất cả các cái phòng chức năng cũng như các cái lớp học ở trong một nhà trường, tất cả các điều kiện để đảm bảo an toàn, ví dụ như là đường điện, ví dụ như là cây cối, ví dụ như là cái kết cấu của các phòng học, các phòng chức năng và các cái phòng làm việc trong một nhà trường, vân vân, để đảm bảo làm sao mà chủ động với một cái môi trường học an toàn cho học sinh trong toàn tỉnh. Chúng tôi phối hợp cùng với Sở Xây dựng
và các cái cơ quan chuyên môn để rà soát lại, đánh giá lại tất cả các cái trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là những trường học mà có tuổi đời lâu năm. Đối với Lâm Đồng thì hiện nay các trường học mà có cái tuổi xây dựng trường khoảng trên dưới 50 năm cũng còn khá nhiều. Để đầu tư đồng loạt, cùng sửa chữa, cùng nâng cấp hoặc là xây dựng với số lượng trường lớn, tôi nghĩ là không chỉ riêng với Lâm Đồng mà với bất kỳ địa phương nào, đó cũng sẽ là điều khó khăn. Được biết hiện nay ngành giáo dục đào tạo Lâm Đồng đã chỉ đạo tổng rà soát cơ sở vật chất của các trường học đã có thời gian sử dụng lâu, chưa được nâng cấp sửa chữa. Trên cơ sở đó, ngành sẽ đánh giá và có những bước triển khai tiếp theo. Hy vọng với sự vào cuộc tích cực này sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh khi bước vào năm học mới 2017-2018.